Chào mọi người, là Quyền Talk English. Thì mọi người biết Talk English là một trong những mô hình học tiếng Anh theo nhóm nhỏ và học tại quán cà phê đã có mặt tại Biên Hòa và gần như các quận tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì trong cái thời điểm này khi mà dịch Covid xảy ra thì online là một cái xu thế và lựa chọn an toàn cũng như tiếp tục cho học viên được học hiệu quả nhất. Thì Talk English cũng có mô hình học tiếng Anh online 1:1. Thì tại sao chỉ là một giáo viên lại kèm một học viên? Bởi vì lúc này tất cả học viên sẽ được chủ động để sửa phát âm, bổ sung từ vựng và luyện nói với trực tiếp với một giáo viên. Với một lộ trình học thì chúng ta sẽ phải được làm test để xếp trình độ và sau đó là chúng ta phải học thử để xem cái mô hình Talk Online 1:1 này có hiệu quả hay không. Thì mô hình này Talk và Quyền thiết kế bắt buộc bạn sẽ phải học với giáo viên Việt Nam để lấy lại căn bản, lấy lại kiến thức, lấy lại sự tự tin. Sau đó bạn sẽ phải là người 1:1 với giáo viên Philippines để chính thức bạn có thể nói chuyện được với người nước ngoài hay không. Giống như khi các bạn đi làm, các bạn đi xin việc hoặc các bạn đi đàm phán thì mình phải trực tiếp nói chuyện được với các giáo viên hoặc là người nước ngoài. Thông thường các bạn sẽ học là khoảng từ 3 đến 4 tháng. Trong trường hợp đối với các bạn đã có nền tảng và muốn nâng cao và được chủ động thì Talk cũng có thể tạo điều kiện cho một cái khóa học là 100% học với giáo viên người nước ngoài, và phần lớn chúng ta sẽ nói chuyện với giáo viên bên Philippines, là những bạn đang giảng dạy tại Việt Nam hoặc đang ngồi ở Philippines. Về đối tượng thì mô hình này thực sự phù hợp cho tất cả các bé hoặc là các trẻ từ 16 tuổi hoặc là các cô chú 40 đến 50 tuổi học cũng được. Thì hiện nay Talk cũng có một số anh chị đang ở bên Sing, ở bên nước ngoài cũng tham gia mô hình này để thực hành tiếng Anh. Tiếp theo về thời gian thì có ca sáng, ca chiều và ca tối để cho chúng ta lựa chọn. Về học phí thì Talk có một học phí rất là cạnh tranh, mình nói từ rất cạnh tranh và rất tốt, thì các bạn có thể tham khảo khi các bạn đăng ký học thử hoặc là làm test đầu vào. Nếu may mắn thì bài test cuối cùng thì Quyền sẽ là người test cuối khóa và cho các bạn một số lời khuyên về cái sự tiến bộ của bạn trong cái khóa học này. Cuối cùng, chúc sức khỏe, chúc sự cố gắng, và mỗi ngày các bạn nên dành 30 phút đến 60 phút để thực hành tiếng Anh trong thời điểm này. Cảm ơn mọi người.